Osen Ngọc Mai sẽ đứng chung sân khấu với Bác E-Face, Ricky Kay. Ngọc Mai xác nhận tham gia lễ hội âm nhạc quốc tế thành phố Hồ Chí Minh Hò Vô cùng các chủ nhân tượng vàng Grammy Bác E-Face, Ricky Kay vào ngày 11 tháng 12. Sau khi chiến thắng cuộc thi The Mask Singer Việt Nam, Osen Ngọc Mai cho biết cô rất bận rộn với nhiều lời mời biểu diễn. Tuy nhiên, cô sắp xếp thời gian để tham gia lễ hội âm nhạc quốc tế vì đây là cơ hội đứng trên sân khấu lớn, gặp gỡ các nghệ sĩ nổi tiếng thế giới. Dịp này, Ngọc Mai tham gia chương trình với Babyface, huyền thoại âm nhạc đạt 12 tượng vàng Grammy, Johnny Stimson, chủ nhân bản Hit Smile, Alastair Mott, nghệ sĩ nhận được đề cử Grammy, Ricky Kay, nam ca sĩ thắng giải Grammy và là đại sứ về môi trường của Liên Hiệp Quốc, thường diễn ở sân khấu nhỏ và phòng trà. Osen cho biết, cô phấn khích trước quy mô sự kiện lần này với hàng chục nghìn khán giả và dàn âm thanh ánh sáng theo chuẩn quốc tế. Tiết mục sẽ bao gồm các bài quen thuộc tại The Mask Singer được khoác chiếc áo mới cùng những bí mật riêng. Bà xã Quốc Nghiệp hé lộ, Ngọc Mai nói cô tái hiện các ca khúc trong The Mask Singer để nhắc nhớ một hành trình ý nghĩa đã giúp cô tỏa sáng. Chương trình khép lại, cuộc sống của cô bận rộn vì quá đắt show nhưng nhiều niềm vui. Tôi chỉ chọn những show phù hợp vì ngoài việc đi diễn, tôi còn là mẹ, phải chăm lo cho hai đứa con nhỏ và đi dạy. Các học trò của tôi hiện nay rất thông cảm cho tôi khi không thể dành thời gian cho các em nhiều như trước. Hiệu ứng giải quán quân có lẽ cũng chỉ một thời gian thôi, nên ít lâu nữa, mọi thứ sẽ ổn thỏa. Ngọc Mai cho hay, bà mẹ hai con bật mí, hiện nay số người mời cô chạy show cũng nhiều nhưng số đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân muốn mời cô dạy học thì nhiều hơn. Tôi cũng cố gắng cân bằng mọi thứ, Osen nói. Ngọc Mai từng đứng lớp đào tạo nhiều giọng ca quen thuộc như Uyên Linh, Hoàng Dũng, Thiều Bảo Trâm, Oran, Quýt Phi Nhung. Cô được khen luôn khiêm nhường, xem việc này không phải dạy học mà chỉ đơn thuần là góp ý, trao đổi về nghệ thuật, giọng hát với đồng nghiệp. Nói về lần kết hợp với nhạc sĩ Huy Tuấn trong Hò Vô, Ngọc Mai cho hay, chúng tôi từng hợp tác và anh là một người nghệ sĩ mà tôi rất kính trọng. Vì vậy, khi anh ngỏ lời mời, tôi lập tức thu xếp, vợ Quốc Nghiệp nói. Cô cho biết thêm, hôm 11 tháng 12, lẽ ra cô có hai show khác nhưng quyết định hủy để tham gia đêm nhạc cùng Huy Tuấn. Bên cạnh Ngọc Mai và các nghệ sĩ quốc tế, còn có Uyên Linh, Văn Mai Hương, Subin Hoàng Sơn, Đông Nhi, Vũ Cát Tường. Chương trình dự kiến kéo dài trong các ngày từ ngày 8 tháng 12 đến ngày 11 tháng 12 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.